Để bán được sản phẩm thì điều quan trọng là chúng ta cần phải tiếp cận đúng đối tượng khách hàng. Tiếp cận đúng đối tượng khách hàng là những người họ quan tâm và có nhu cầu với sản phẩm này sẽ giúp cho chúng ta bán được hàng nhanh hơn cũng như là có tỷ lệ chuyển đổi tốt. Như vậy, khách hàng của chúng ta là ai? Khách hàng với những cái sản phẩm mà có giá trị cao là ai? Thứ nhất là những người có tiền, có khả năng chi trả tốt. Thứ hai là những người có thu nhập ở mức khá. Thứ ba là những người quan tâm tới việc kiếm tiền, tạo thu nhập thụ động hay là xây dựng hệ thống MLM. Thứ tư là những người sử dụng mạng xã hội. Thứ năm là những người có trình độ dân trí cao, và điều đặc biệt trong số họ tất cả là những người có độ tuổi tốt nhất là từ 30 cho đến 60, bởi vì ở dưới độ tuổi này thì khả năng chi trả của họ thấp cũng như là họ chưa thực sự là có một cái khoản thu nhập và nguồn thu nhập lớn được, và đặc biệt là không dành cho sinh viên. Điều tiếp theo đó là những người có tư duy mở, bởi vì rất là nhiều người có một tư duy cũ, đó là khi họ quảng bá các sản phẩm giá cao rồi họ có tư duy tiêu cực về bán hàng này nọ thì rất là khó. Điều tiếp theo là những người họ tham gia vào những khóa học phát triển bản thân, phát triển tư duy, phát triển kỹ năng làm giàu, tạo thu nhập thụ động vân vân của các diễn giả tại Việt Nam, đặc biệt là những người thầy, những người diễn giả lớn như là thầy Phạm Thành Long, Phạm Ngọc Anh hay là thầy Vass ở trong Đại học Cuộc Đời vân vân. Có rất là nhiều những chương trình hướng dẫn về tư duy, về mindset. Hay nói tóm lại là chúng ta tập trung vào đối tượng tệp khách hàng là người giàu hoặc là những người đang rất mạnh mẽ học tập và tiến lên để trở nên giàu có.